Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục thống kê phương tiện thủy nội địa để thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Sở thông vận tải Thanh Hóa vừa có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan phối hợp tiếp tục thống kê phương tiện thủy nội địa đang hoạt động trên địa bàn chưa đăng ký, đăng kiểm để thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Theo đó, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động các chủ phương tiện, chủ động liên hệ với Sở Giao thông Vận tải, thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cát sỏi, bãi tập kết cát sỏi chỉ sử dụng các phương tiện đã đăng kiểm, đăng ký để khai thác vận chuyển. Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 64 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 109 vụ, làm chết 56 người, bị thương 64 người. Đường sắt xảy ra một vụ, làm một người chết. Đường thủy xảy ra một vụ, làm một người chết. Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc kiểm tra phát hiện xử lý 32.621 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, do vậy, lưu lượng người tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng cao. Tuy nhiên, do lực lượng chức năng của tỉnh đã bố trí 100% cán bộ chiến sĩ ứng trực, triển khai nghiêm túc các kế hoạch phương án đảm bảo an toàn giao thông và kiểm soát COVID-19 nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong những ngày nghỉ lễ được duy trì ổn định, trên các quốc lộ không xảy ra ùn tắc giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, ngày từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, lực lượng chức năng của tỉnh đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ hỗ trợ tăng cường tuần tra lưu động khép kín trên các tuyến địa bàn kiểm soát. Trong đó tập trung là quốc lộ 1, quốc lộ 45, 47 và đường Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã kiểm tra lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 676 trường hợp vi phạm, tạm giữ 147 phương tiện xe ô tô và mô tô, tước giấy phép lái xe 47 trường hợp. Trong đó, riêng xe khách trở quá số người quy định là 21 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn là 71 trường hợp và một trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Thực hiện cái cao điểm về cái xử lý cái rượu bia nồng độ cồn thì chúng tôi tiếp tục tăng cường cái tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đặc biệt là các cái tuyến du lịch, đặc biệt là các cái tuyến giao thông trọng điểm nhằm để, để kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trong cái dịp này. Dịp nghỉ lễ năm nay, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song do lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai các kế hoạch, phương án vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa tăng cường công tác đảm bảo công tác phòng chống dịch trong vận tải hành khách. Theo đánh giá của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì ổn định, trên quốc lộ 1 không xảy ra ủn tắc giao thông tai nạn giao thông kỳ nghỉ lễ năm nay đã giảm so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2020. Cụ thể là giảm 16,6% số vụ, giảm 25% số người chết và giảm 25% số người bị thương. Đây là một sự cố gắng nỗ lực lớn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như công tác tuyên truyền của các ngành chức năng. Và năm nay thì trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19 cho nên đại bộ phận người dân cũng đã chấp hành các cái việc đeo khẩu trang và thực hiện 5K theo cái chỉ đạo của Bộ Y tế. Tất cả các nhà ga, bến tàu, bến xe đều có những cái tổ kiểm soát dịch cũng như yêu cầu hành khách có nghi vấn là vào khai báo y tế. Mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay đã có chuyển biến, song vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông vẫn thiếu ý thức chưa chấp hành luật giao thông như điều khiển xe vi phạm tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Vì vậy, lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ngăn ngừa xảy ra tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại